Trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Chelsea tại vòng 11 ngoại hạng Anh đã kết thúc với chiến thắng áp đảo 4-1 của Chelsea ngay tại sân nhà của Tottenham Hotspur. Mặc dù có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số từ Kulusevski chỉ sau 6 phút thi đấu, Spurs lại phải nhận sự cản trở nặng nề khi hai cầu thủ của họ nhận thẻ đỏ lần lượt ở phút thứ 33 và 55. Bất chấp việc chỉ còn 9 người trên sân, Tottenham Hotspur không hề chơi phòng ngự mà áp dụng chiến thuật đầy rủi ro là 0-7-1, tập trung vào việc giành lại bóng và phản công. Chiến thuật này dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ange Postecoglou gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ và giới chuyên môn. Dù thất bại nhưng Tottenham Hotspur đã để lại ấn tượng mạnh mẽ về tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, thể hiện qua lời khẳng định của huấn luyện viên Ange Postecoglou rằng đội bóng sẽ tiếp tục chơi với phong cách này kể cả khi chỉ còn 5 người chơi. Trận đấu này, dù vượt qua giới hạn kiểm soát, đã chứng kiến tinh thần quả cảm và quyết tâm cao độ từ phía cầu thủ Tottenham Hotspur.